Chiều nay, đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đi kiểm tra sự cố sạt trượt kè sông Luộc tại vị trí tương ứng K20 cộng K030 đê tả sông Luộc thuộc địa phận xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cử. Vào hồi 9 giờ 5 phút ngày 27 tháng 9, trên sông Luộc tại xã Nguyên Hòa xuất hiện cung sạt lấn sâu vào bãi canh tác của nhân dân, gây sạt lở một phần hạ lưu tuyến kè đã được đầu tư xây dựng. Đoạn kè có cung sạt với chiều dài khoảng 90m, lấn sâu vào trong bãi sông khoảng 20m. Bãi kè tiếp tục hiện tượng lún sụt sạt trượt. Sau khi kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hùng Nam yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế phương án xử lý khắc phục sự cố, trình cấp có thẩm quyền thẩm định phê duyệt, bảo đảm công trình vừa phòng chống lụt bão, vừa phát triển giao thông. Ủy ban Nhân dân huyện Phù Cử phối hợp theo dõi chặt chẽ diễn biến sự cố, xây dựng phê duyệt và triển khai phương án bảo vệ hộ bờ theo phương châm 4 tại chỗ, sẵn sàng ứng phó với các tình huống xấu có thể xảy ra.